Đây, các bạn đang nhìn xem nha. Hot boy mới lớn nha. Lần đầu tiên chạy xe đạp điện nha. 28 năm. Ê cưng kìa. 28 năm mới chạy xe đạp điện rồi. Đó, các bạn đã thấy sau lưng. Bây giờ sẽ nhìn được bên không? Dạ, bây giờ sẽ nhìn được trước mặt.